Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, quý anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2022, thì mình xin tiếp tục làm tiếp cập nhật sơ qua tình hình giá thanh long hôm nay, thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý cô bác, quý anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá thanh long, mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá thanh long hôm nay thì cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Hiện nay thì giá thanh long vẫn đang ổn định. Cho hiện nay thì lượng thanh long tới lứa thì không nhiều quý bà con. Hiện nay thì hàng mùa thì vẫn chưa có nhiều, nên là dự báo trong một vài ngày tới thì tình hình giá thanh long vẫn còn có thể tiếp tục ổn định. Trong một vài ngày vừa qua thì tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì gần như là đồng giá quý bà con, không có sự chênh lệch nhiều. Tình hình giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực miền Tây thì giá dây dựa loại 1 đang có mức giá đồng từ 18.000 đến 20.000 đồng ký, loại 2 thì đang có giá đồng từ 14.000 đến 16.000 đồng ký, loại 3 thì đang có giá đồng từ 10.000 đến 12.000 đồng ký, hàng giạt thì đang có giá đồng từ 4.000 đến 6.000 đồng ký. Thì theo từng khu vực, tùy theo từng vườn, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1 đến 2.000 đồng ký, tùy theo từng khu vực khác nhau. Còn tình hình giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì hàng đẹp đang có giá đồng từ 11.000 đến 14.000 đồng ký, cũng tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi mà có giá chênh lệch lên xuống. Còn tình hình giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp đang có giá lần lượt là 13, 14, 15, bò sàn thì đang có giá lần lượt là 11, 12, 13, hàng vip thì đang có giá từ 16.000 đồng ký quý bà con, tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi mà giá chênh lệch lên xuống. Còn tình hình giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì là hàng loại 1 đang có giá đồng từ 18.000 đến 20.000 đồng ký, loại 2 thì đang có giá đồng từ 14.000 đến 16.000 đồng ký, loại 3 thì đang có giá đồng từ 8.000 đến 11.000 đồng ký, và hàng giạt hiện nay thì đang có giá đồng từ 4.000 đến 6.000 đồng một ký. Cũng tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi, trong khoảng từ 2-3 ngày trở lại đây thì tình hình giá thanh long cũng ít biến động, và hiện nay thì tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì không có sự chênh lệch nhiều, gần như là bằng nhau giá với nhau. Và hiện nay thì do lượng thanh long đang thu hoạch, lượng thanh long tới lứa thì không còn nhiều, nên dự báo trong một vài ngày tới thì tình hình giá thanh long vẫn còn có thể tiếp tục ổn định và có thể tiếp tục tăng nhẹ. Vì hiện nay thì lượng thanh long mùa cũng vẫn chưa có nhiều. Và do hiện nay thì tình hình giá thanh long có thể biến động và thay đổi liên tục, nhưng hiện nay thì việc cập nhật tình hình thanh long theo một số loại sản khác hiện nay thì cũng chỉ mang tính chất tham khảo là chủ yếu của quý bà con. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây, xin chúc cho toàn thể quý bà con nông dân, quý chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, cũng như niềm vui và may mắn. Xin kính chúc cho toàn thể quý bà con nông dân mình sẽ luôn luôn được những vụ mùa thật là bội thu, thành công đạt năng suất thật là cao. Để bạn thích giá, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con, quý bác, quý chị, các bạn trong những clip cập nhật tình hình giá thanh long hay một số loại nông sản khác trên kênh của mình.